Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Trong những số tàu nhanh công nghệ lần trước thì mình cũng đã nói tới cho các bạn về vấn đề là NVIDIA sắp cho ra mắt một mẫu card đào coi, từ đó để làm giảm bớt gánh nặng cũng như là âu lo của anh em nguyên thủ chúng ta khi mà mua card gaming ở cái mức giá dễ chịu dễ thở hơn. Tuy nhiên là từ đó tới giờ thì mình vẫn chưa nhận được một thông tin nào khác cả, và kể cả những đơn vị sản xuất card cũng vậy, bạch vô âm tín luôn. Nhưng mà gần đây nhất thì Gigabyte cũng đã trở thành đơn vị đầu tiên giới thiệu mẫu card chuyên dụng để đào coi của họ mang tên là CMB30HX. Nói tóm tắt ở đây thì CMB sẽ là crypto mining, còn 30HX sẽ tương ứng với tốc độ đào coi. Mặc dù Gigabyte không hề tiết lộ các thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu CMB30HX này, nhưng mà thông tin về nó thì vẫn đang đầy trên mạng. GPU sử dụng sẽ là TU116100 với 1408 nhân CUDA, tương đồng với chiếc GTX1660. Xung nhân ở đây thì cũng tương tự ở mức là 1530MHz mặc định và 1785MHz bút tối đa. Chỉ duy nhất bộ xung nhớ đã bị giảm còn là 1750MHz so với là 2001MHz của GTX1660. Do chỉ sản xuất riêng dành cho các mục đích đào tiền ảo, thế nên là chiếc CMB30HX này sẽ không có bất kỳ cổng xuất hình nào, cũng như là băng thông giao tiếp với máy tính chỉ cần qua PCI Express 3X4 mà thôi. Và CMB30HX thì cũng sẽ là mẫu đào coi rẻ tiền nhất cũng như là yếu nhất trong dải sản phẩm của NVIDIA. Họ cũng công bố các mẫu card CMB40HX với GPU TU106100 và CMB50HX với GPU TU102100, nhưng cũng chưa có tăm hơi gì từ các đơn vị sản xuất card. Ngoài ra, dành cho các chủ ruộng trâu lớn và có số lượng tiền dồi dào thì các mẫu như CMB90HX hay CMB170X được sử dụng GPM Ampere mới nhất, cũng như là sẽ dự kiến có hàng vào tháng 5 tới đây. Còn hiện tại thì chiếc 30HX đang được treo bán tại Romania với mức giá là 720 USD, tức là khoảng 16,7 triệu đồng, khá đắt so với mức giá khoảng 12 triệu đồng của GTX1660 hiện tại trên thị trường. Và với những thông tin vừa rồi mình chia sẻ về mẫu card 30HX mà chuyên dụng để đào coi thì các bạn có hào hứng chờ đợi em nói hay không? Hãy cùng comment xuống phía bên dưới để chúng mình được biết nhé! Còn Tàu Nhanh Công Nghệ ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Những thông tin gì hot hit về công nghệ sẽ được chúng mình thường xuyên cập nhật tại Tàu Nhanh Công Nghệ những số tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đón xem nhé! Còn bây giờ thì Nami xin chào và hẹn gặp lại! Bye bye!